top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo đội tuyển Anh. Liệu Kane có vượt qua Rooney? Wayne Rooney đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tam Sư trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo đội tuyển Anh. Harry Kane được kỳ vọng sẽ vượt qua kỷ lục của huyền thoại MU. 1. Wayne Rooney, 53 bàn. Wayne Rooney được biết đến như một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử MU. Trong khoảng thời gian gắn bó với Quỷ Đỏ, anh có 253 bàn sau 559 lần ra sân. Rooney sau đó có một thời gian chơi bóng cho DC United. Hiện tại, anh đã trở lại Anh khoác áo Derby, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất. Rooney có 15 năm khoác áo đội tuyển Anh từ 2003 đến 2018. Trong khoảng thời gian này, huyền thoại của MU có 53 bàn thắng sau 120 trận, hiệu suất 0,44 bàn một trận. Anh cũng từng là đội trưởng của Tam Sư. Trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo đội tuyển Anh, huyền thoại của MU dẫn đầu. 2. Bobby Charlton, 49 bàn. Thêm một huyền thoại của MU xuất hiện trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo đội tuyển Anh. Bobby Charlton có gần 20 năm khoác áo Quỷ Đỏ, từ năm 1956 đến năm 1973. Trong khoảng thời gian này, ông ghi 249 bàn sau 758 trận, là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ. Hiện, dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn thường xuyên theo dõi những trận đấu của đội chủ sân Old Trafford. Bobby Charlton cũng là một trong những chân sút tốt nhất của đội tuyển Anh. Ông có trận đầu tiên cho Tam Sư vào năm 1958, trận cuối cùng vào năm 1970. Sau 12 năm khoác áo Tam Sư, Bobby Charlton có 49 bàn sau 106 lần ra sân với hiệu suất 0,46 bàn một trận. Cũng giống như Moore, Bobby Charlton là thành viên của đội tuyển Anh vô địch World Cup năm 1966 và về đích thứ 3 Euro năm 1968. 3. Gary Lineker, 48 bàn. Trong sự nghiệp của mình, Gary Lineker từng khoác áo nhiều câu lạc bộ ở Anh như Leicester, Everton hay Tottenham. Ngoài ra, ông cũng từng có thời gian chơi cho Barca. Trong màu áo câu lạc bộ, cầu thủ sinh năm 1960 có 221 bàn sau 406 trận. Trong màu áo đội tuyển Anh, Gary Lineker có trận ra mắt vào năm 1984, trận cuối cùng của ông cho đội tuyển quốc gia vào năm 1992. Trong khoảng thời gian này, cựu sao Tottenham có 48 bàn sau 80 trận, hiệu suất 0,6 bàn một trận. Lineker là thành viên của Tam Sư về đến thứ tư ở World Cup năm 1990. 4. Jimmy Greaver, 44 bàn. Jimmy Greaver từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh. Ông được đánh giá cực cao khi chơi cho Chelsea và Tottenham. Trong màu áo Chelsea, ông này ghi 132 bàn sau 169 trận. Còn trong màu áo Tottenham, ông có 266 bàn sau 381 trận. Tính ra, Greaver ghi tới 422 bàn sau 602 lần ra sân trong màu áo của câu lạc bộ. Trong màu áo đội tuyển Anh, Jimmy Greaver cũng thể hiện một phong độ cực kỳ tốt. Cựu sao Chelsea và Tottenham có 8 năm khoác áo Tam Sư từ năm 1959 đến năm 1967. Trong khoảng thời gian này, ông có 44 bàn sau 57 trận với hiệu suất là 0,77 bàn một trận. Greaver là thành viên của đội tuyển quốc gia vô địch World Cup năm 1966. 5. Michael Owen, 40 bàn. Michael Owen được ví như thần đồng của bóng đá Anh. Tiền đạo nhỏ con này thi đấu cho nhiều câu lạc bộ hàng đầu, trong đó phải kể đến Liverpool, MU và Real Madrid. Trong số các câu lạc bộ mà Owen từng khoác áo, Liverpool ghi dấu ấn lớn nhất. Tiền đạo này có 158 bàn sau 297 trận cho đội bóng thành phố cảng. Nếu tính trong màu áo tất cả các câu lạc bộ, Owen có 222 bàn sau 482 trận. Trong màu áo đội tuyển Anh, Michael Owen có trận ra mắt vào năm 1998 và trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia vào năm 2008. Sau 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, huyền thoại của Liverpool có 40 bàn sau 89 trận, hiệu suất 0,45 bàn một trận. Cầu thủ này không có được những thành tích tốt cùng Tam Sư. 6. Harry Kane, 32 bàn. Harry Kane đang là tiền đạo chủ lực của Tottenham, cầu thủ sinh năm 1993, duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Ngôi sao 26 tuổi được đánh giá là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Kane đã ghi tới 181 bàn sau 278 trận cho Spurs và liên tục lọt top ghi bàn tại ngoại hạng Anh. Anh hứa hẹn sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa thì cam kết tương lai với đội bóng thành London. Trong màu áo đội tuyển Anh, Harry Kane có trận ra mắt vào năm 2015 và từ đó đến nay anh có 32 bàn sau 45 trận, đạt hiệu suất 0,71 bàn một trận. Kane đang là đội trưởng của Tam Sư và là người thực hiện những quả 11m.
năm nay mới 26 tuổi, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ vượt qua con số 53 bàn của Rooney để trở thành chân sút số 1 của đội tuyển Anh. Ngôi sao của Tottenham là thành viên của đội tuyển Anh về đích thứ 4 ở World Cup năm 2018. Nat Lofthouse, 30 bàn. Nathaniel Lofthouse sinh năm 1925 là huyền thoại của câu lạc bộ Bolton. Trong sự nghiệp của mình, Lofthouse chỉ thi đấu duy nhất cho Bolton. Ông ghi tới 255 bàn sau 452 trận. Sau khi giải nghệ, ông này cũng dẫn dắt đội bóng của nước Anh trong nhiều năm. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Lofthouse có tới 8 năm khoác áo. Từ năm 1950 đến năm 1958, ông ghi tới 30 bàn sau 33 lần ra sân, với hiệu suất 0,91 bàn một trận. Tuy nhiên, huyền thoại của Bolton không có những danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia. 8. Alan Shearer, 30 bàn. Alan Shearer là một trong những chân sút xuất sắc nhất ở kỷ nguyên Premier League. Anh từng là tiền đạo khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Trong màu áo Blackburn Rover, tiền đạo này có 130 bàn sau 171 trận. Và sau đó anh chuyển tới Newcastle, tiếp tục với phong độ cao, cùng với 206 bàn sau 405 trận. Tính ra, Shearer đã có 379 bàn sau 734 lần ra sân trong màu áo các câu lạc bộ. Alan Shearer có 8 năm khoác áo đội tuyển Anh, từ năm 1992 đến năm 2000. Trong khoảng thời gian này, huyền thoại của Newcastle có 30 bàn sau 63 trận, với hiệu suất 0,48 bàn một trận. Shearer từng vô địch Premier League với Blackburn Rovers ở mùa giải 1994-1995. Anh cũng giữ nhiều kỷ lục ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Tuy nhiên, trong màu áo tam sư, tiền đạo này không có một thành tích nào đáng chú ý. 9. Tom Finney, 30 bàn. Tom Finney là huyền thoại của câu lạc bộ Preston North End. Ông có 14 năm khoác áo đội bóng nước Anh, ghi 187 bàn sau 433 trận. Trong màu áo đội tuyển Anh, Finney có trận ra mắt vào năm 1946 và trận cuối cùng của ông cho đội tuyển quốc gia là vào năm 1958. Huyền thoại của Preston North End có 30 bàn sau 76 trận cho đội tuyển Anh, với hiệu suất 0,39 bàn một trận. 10. Frank Lampard, 29 bàn. Frank Lampard được biết đến như một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất ở Premier League. Ông là huyền thoại của Chelsea. Cầu thủ sinh năm 1978 này có 648 trận cho The Blue và ghi 211 bàn. Ông là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội bóng thành London. Hiện tại, Lampard đang là huấn luyện trưởng của đội chủ sân Stamford Bridge. Trong màu áo tam sư, Lampard có 15 năm cống hiến từ năm 1999 đến năm 2014. Trong khoảng thời gian này, tiền vệ nay 41 tuổi đã có 29 bàn sau 106 trận. Lampard cũng nằm trong top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cũng giống như Gerrard và Rooney, huấn luyện hiện tại của Chelsea không có thành tích tốt cùng đội tuyển quốc gia.